Theo thông tin từ ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF, ngay sau trận đấu Việt Nam-Thái Lan ngày 5 tháng 9 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bay từ Thái Lan sang Trung Quốc. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội ngày 2 tháng 9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Trung Quốc vào ngày 8 tháng 9 tại sân khách. Vì bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nên ông Park giao quyền dẫn dắt U22 cho trợ lý Kim Ha-ju. Tuy nhiên, sau trận đấu với Thái Lan kết thúc, ông Park sẽ sang Trung Quốc để chỉ đạo trận U22 Việt Nam gặp U22 Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để ông Park gặp lại thầy cũ ông Gus Hiddink, đang là huấn luyện viên trưởng đội U22 Trung Quốc.